Ở trận đấu sớm nhất vòng 23 Premier League, Tottenham đã bị Everton cầm hòa với tỷ số 2-2. Đây là một trận đấu rất đáng tiếc với gà trống bởi họ được rơi điểm bởi bàn thua ở phút bù giờ thứ tư. Trung vệ Private là người đã đánh đầu mang lại một điểm cho The Toffees. Đây là kịch bản đã khá quen thuộc với các cổ động viên của Tottenham bởi dưới triều đại huấn luyện viên Postecoglou, Spurs chơi tấn công rất hiệu quả nhưng lại thường xuyên để lọt lưới ở thời điểm cuối trận. Cụ thể, theo thống kê của Opta, đây đã là lần thứ 8 ở Premier League mùa giải năm nay Tottenham để lọt lưới kể từ phút thứ 90 trở đi, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác. Trong kỷ nguyên Premier League, Spurs cũng chưa từng để lọt lưới nhiều như vậy ở thời điểm mang tính chất quyết định của trận đấu, tính trong khuôn khổ một mùa giải. Huấn luyện viên Ange Postecoglou đã nhiều lần lên tiếng than phiền về sự thiếu tập trung của Tottenham ở thời điểm cuối trận, nhưng đây là một căn bệnh nan y chưa có thuốc chữa. Những bàn thua ở thời điểm quyết định của trận đấu khiến cho Tottenham nhiều lần phải trả giá đắt, trong đó phải kể tới trận thua Wolverhampton 1-2 hồi đầu tháng 11 năm ngoái. Le Parisien đưa tin Mbappe sẽ rời PSG trong mùa hè năm 2024 để chuyển tới Real Madrid. Sau đó, nhiều nguồn tin cũng xác nhận với ESPN rằng sân Santiago Bernabeu sẽ là câu lạc bộ mới của chân sút người Pháp trong hè này. Tháng trước, cũng theo ESPN, Real Madrid đã gửi đề nghị đến cho Mbappe. Nhà vô địch World Cup 2018 được cho là sẽ đưa ra quyết định trong thời gian sớm nhất. Hiện tại, Mbappe vẫn chưa thông báo với PSG cũng như Real Madrid về tương lai của mình. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin khẳng định tiền đạo 25 tuổi đã đưa ra được quyết định. ESPN cho biết Mbappe yêu cầu Real Madrid để anh tham dự Olympic mùa hè diễn ra vào tháng 7. Đây là một phần quan trọng trong những cuộc đàm phán với Los Blancos. Đến Real Madrid, lương của Mbappe dự kiến sẽ rơi vào khoảng 36 triệu euro mỗi năm, thấp hơn nhiều so với những gì đang nhận tại PSG. Một nguồn tin nói với ESPN rằng PSG đề nghị tăng lương cho tiền đạo người Pháp lên tới hơn 72 triệu euro một năm, nhưng cầu thủ này vẫn từ chối. Với việc Mbappe quyết định rời đi trong hè này, PSG sẽ không thu về được đồng nào từ phi vụ này. Hiện tại, gã khổng lồ Real Paris đã nhắm Rafael Leao của AC Milan là ứng cử viên tiềm năng thay thế cho chân sút người Pháp tại sân công viên Các Hoàng Tử. Bayer Leverkusen đã có được chiến thắng 2-0 trên sân của Darmstadt thuộc vòng 20 Bundesliga. Các bàn thắng của Leverkusen được ghi do công của Nathan Tella, chia đều cho mỗi hiệp. Với thắng lợi này, đội bóng của huấn luyện viên Xabi Alonso thiết lập kỷ lục mới về chuỗi trận bất bại dài nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Tới nay, Leverkusen đã trải qua 29 trận liên tiếp không biết đến thất bại trên mọi đấu trường. Trong 29 trận đấu đã qua, Leverkusen có 25 chiến thắng và 4 trận hòa. Họ ghi được 87 bàn để thủng lưới 20 lần. Trên bảng xếp hạng Bundesliga mùa giải 2023-2024, Leverkusen đang có 52 điểm, nhiều hơn Bayern Munich bám đuổi phía sau khoảng cách 2 điểm. Ở vòng đấu tới diễn ra vào ngày 11 tháng 2, Leverkusen sẽ tiếp Bayern Munich trên sân nhà Bay Arena. Đây được xem là trận chung kết của mùa giải. Trước đó 4 ngày, thầy trò Xabi Alonso có một trận đấu tại Cúp Quốc gia Đức gặp Stuttgart. Thời gian vừa qua, giới chuyên môn cho rằng cựu danh thủ người Tây Ban Nha sắm vai ứng cử viên nặng ký để thay thế cho huấn luyện viên Jürgen Klopp, người sẽ rời Liverpool sau khi mùa giải 2023-2024 khép lại. Tuy nhiên, huấn luyện viên Alonso đã không để các tin đồn làm ảnh hưởng tới thành tích trên sân cỏ, bằng chứng là Leverkusen đang chơi rất hay trong thời gian vừa qua. Trong một buổi trả lời phỏng vấn với El Equip, Hazard đã nói: "Về mặt cá nhân, Messi là số 1. Tôi thích xem anh ấy thi đấu. Dù sau này có ít xem hơn, nhưng anh ấy vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Việc lấy bóng trong chân của Messi là bất khả thi. Cristiano Ronaldo là cầu thủ lớn hơn tôi. Nhưng nếu xét về khoản bóng đá thuần túy, tôi thực lòng không nghĩ như vậy. Neymar thì có thể, nhưng sau cùng, cậu ấy không giỏi hơn tôi. Tại Real Madrid, bạn được thi đấu bên cạnh những người giỏi nhất, cả về sự nghiệp. Karim Benzema hay Luka Modric, họ là những người giỏi nhất. Toni Kroos, Kevin De Bruyne, tất cả đều tỏa sáng rực rỡ ở môn thể thao này. Trong khi cả Messi lẫn Ronaldo vẫn đang thi đấu chuyên nghiệp, lần lượt trong màu áo Inter Miami và Al Nassr, thì Hazard đã giải nghệ ở tuổi 32 hồi tháng 10 năm ngoái. Cựu sao Chelsea phủ nhận anh có thể sở hữu sự nghiệp lâu dài hơn nếu tuân thủ chế độ tập luyện giống như Ronaldo. Không, sẽ không phải là tôi ngâm mình trong bồn nước lạnh cả tiếng đồng hồ sau tập ư? Không, hãy để tôi yên. Tôi về nhà, cùng bạn bè chơi bài, uống bia. Tôi sẽ chơi với bạn bè 2 tiếng rồi chơi với các con tôi trong vườn nữa. Đó là cách tôi phục hồi. Nếu giống Ronaldo, tôi sẽ kiệt sức." Girona chỉ có được trận hòa không đều trước Real Sociedad ở vòng 23 La Liga. Điểm nhấn trên sân đến từ bàn thắng không được công nhận của Xakiel Herrera. Đây là tình huống VAR đã can thiệp nhưng đưa ra quyết định gây tranh cãi. Phút thứ 24, Xakiel Herrera đánh đầu cận thành làm tung lưới Real Sociedad. Ban đầu bàn thắng của Girona trông rất hợp lệ. Tuy nhiên, trọng tài chính sau khi tham khảo VAR đã từ chối công nhận bàn thắng của đội chủ nhà, cho rằng Savio đã rơi vào thế việt vị trong pha phối hợp dẫn tới bàn thắng. Đáng nói, thời gian từ lúc Savio việt vị đến bàn thắng bị từ chối của Herrera là 37 giây, hai tình huống bóng cũng đã xảy ra ở trên sân, trong đó có pha thu hồi bóng của Baras Mendes bên phía Real Sociedad. Điều đó khiến cho trọng tài Mazzano bị chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Người hâm mộ cho rằng nếu như Girona bị thổi việt vị trong tình huống bóng dẫn tới bàn thắng của Herrera, trọng tài phải đưa ra quyết định sớm hơn. Với Girona, chỉ có được một điểm không khác nào một thất bại, thầy trò huấn luyện viên Michel đã bỏ lỡ cơ hội vượt qua Real Madrid để giành lấy vị trí đầu bảng. Vào ngày 11 tháng 2, Girona lại phải di chuyển đến sân Santiago Bernabeu để làm khách trước Real Madrid. Đây được xem như trận chung kết của mùa giải. Lionel Messi có thể chưa đạt được 100% phong độ vì dính chấn thương gần khuỷu, song sức hút của siêu sao người Argentina chưa bao giờ giảm nhiệt. Ngày 3 tháng 2, Inter Miami có buổi tập mở trên sân vận động Hồng Kông. Sự kiện thu hút rất đông người hâm mộ tới theo dõi. 40.000 vé theo dõi buổi tập của Leo cùng các đồng đội đã được bán sạch, tạo nên cơn sốt bóng đá lớn chưa từng có tại Hồng Kông. Vài giờ trước khi Messi sải bước trên sân tập, hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng dài bên ngoài sân hô vang tên nhà vô địch World Cup 2022. Cảnh sát phải phong tỏa các con phố xung quanh sân vận động Hồng Kông để đảm bảo an ninh, tránh tình trạng giao thông bị tắc nghẽn. Khoảnh khắc Messi tiến ra sân tập, không khí trên sân vận động Hồng Kông như nổ tung, người hâm mộ nhiệt liệt hoan nghênh chủ nhân của 8 quả bóng vàng. Theo Goal, vé cho trận đấu giao hữu giữa Inter Miami và tuyển Hồng Kông được bán sạch chỉ trong vòng 1 giờ từ khi mở bán vào tháng 12. Nhiều cửa hàng cũng bội thu nhờ kinh doanh các sản phẩm như áo đấu của Inter Miami, móc khóa có hình Messi. Trên sân Education City, Nhật Bản mở tỷ số trước Iran nhờ công của Hiromasa Morita. Cùng với thế trận lần lượt, nhưng bước sang hiệp thi đấu thứ hai, họ hoàn toàn lép vế và lần lượt thủng lưới ở các phút thứ 55 và phút bù giờ thứ 6, dẫn tới việc dừng bước sớm ở tứ kết. Phát biểu sau trận, Ritsudan thừa nhận Nhật Bản chơi kém hơn, đặc biệt trong hiệp 2. Chúng tôi chơi theo cách của mình trong hiệp 1, nhưng bị đối thủ lấn át trong hiệp 2. Chúng tôi thật sự thảm hại ở hiệp 2. Trong khi đó, huấn luyện viên Moriyasu thừa nhận mắc lỗi cho các quy định thay người, khiến cho Nhật Bản phải ra về sớm tại Asian Cup 2023. Một phần nguyên nhân dẫn tới trận thua hôm nay là việc tôi thay người quá chậm trong hiệp 2 và không hiệu quả. Như vậy, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch Asian Cup 2023 đã bị loại. Đây là lần thứ 3 Nhật Bản phải dừng bước ở tứ kết của sân chơi này sau các năm 1996, 2015 và họ sẽ phải chờ tới kỳ Asian Cup tiếp theo để chinh phục chức vô địch thứ 5 sau các kỳ 1992, 2000, 2004 và 2011. Huấn luyện viên Moriyasu cho biết toàn đội sẽ tập trung cho vòng loại World Cup, tăng cường sức mạnh để giành mọi chiến thắng và có vé đến vòng chung kết.